mình chọn cái thông báo xe hấp xe trong nhà vệ sinh, thì từ bà xã mình đi toilet mình cũng hay vô nhà vệ sinh, mình cũng hay ngồi mình nói chuyện đó, mình mở ra mà đang ngại muốn chết, đang đi vệ sinh kia mở video lên đó, nhiều lúc bật cũng la mà trong nhà vệ sinh. Nghĩ cái cửa này nó hẹp quá mà sao trúng thiệt ha. Đúng rồi, tại thường là có gần giấu ai chẳng sao biết được, lúc nào em cũng phải yêu cầu là vô nhà vệ sinh. Nghĩ sao giấu nhà vệ sinh, trời tôi phải vô tắm như nó sao, ý vô như vậy vô tắm lỡ trúng chẳng sao. Đúng rồi, nhất là trong cái bồn tắm mình đâu có thể nào mà đứng ngay cái chung cái bồn rửa mặt để mình nói chuyện được đâu, mình mới quay vòng vòng vô bồn tắm chặt cái màn ra nữa. Đúng không, để xem coi anh Mỹ anh nói cái gì đây nha. Em thì em phải lao động bằng tay chân, ví dụ như máy móc mình đang điều khiển, tự nhiên vợ gọi anh phải quay cho em coi mà mình nghe thì được, nhưng mà bây giờ sao mà con mắt mình nhìn đây thì mình đâu có khi nào mình sẽ làm quay coi được. Chờ chút xíu đi là cứ bà cứ gọi bà lăng nhăng hoài à, cũng là phải dừng lại mà không có mở bịt facetime lên cho xem. Đúng rồi, rồi xong rồi là phải dừng máy móc lại, rồi chứng minh cái đây vậy còn chưa chịu nữa, giờ phải gọi anh mặc đồ gì, anh phải mặc đồ gì, mặc đúng đồ đi làm hay là cái đồ đi chơi đi tiệc. Nhằm khi tới giờ mà đi ngủ á mình mệt quá, nhằm khi em lên em ngủ trước, em ngủ quên em đâu có gọi đâu. Xong cái như vậy em gọi anh mở máy, anh gọi anh đang ở đâu, đang phòng ngủ chứ đâu mà canh rồi hay lắm. Để cặp bà xã mình mới canh tới giờ đi ngủ không mà mới gọi, mà có coi có nào cái bên không phải không. Đúng rồi, canh giờ đi ngủ nó sợ mình giả bộ ngủ xong mình đi đánh lẻ. Canh giờ khoảng 11-12 giờ biết giờ đi hát về là mới đi ngủ không, là có canh mở lên rồi vậy là cứ đưa con nói chuyện thoại rồi con gọi rồi là canh để kiểm soát là. Đúng rồi, vợ em sợ là mỗi lần bà gọi hoài thì bị em nói sao con cứ gọi hoài, bắt đầu đưa cho con, tại vì con em mới gọi tới ba ơi thì bắt buộc mình phải chịu. Dạ con vậy chờ ba chút nha, vậy thôi mình đâu có dám nói đâu. Nữ đâu như ai cũng vậy, khi mà có con bắt đầu là tận dụng con, bắt đầu gọi cho bố ơi bố đâu đi về con không ngủ được. Thầy tao nghe lời má rồi, nhưng mà đáp án của em thì trong nhà đi. Yeah, chính xác, chúc mừng thầy á. Cáo dữ anh ta 32 ha. Mỗi lần nóng giận lên vợ sẽ giống như hình tượng nào sau đây? A là con sư tử, B là phù thủy, C là cơn lốc xoáy. Có hình tượng nào đẹp hơn không mọi người? Ví dụ như con tròn, con thỏ, con cáo hay là con mèo. Con nó ghê. Con nó cũng ghê quá. Đĩa rắn gì đi. Con gì mà nhìn bậm trợn, sư tử. Giờ theo em thì chồng em sẽ nghĩ em lúc anh giận lên là em sẽ là con gì? Vợ. Em với ảnh mà gây nhau thật sự là có cái tật em nó bị nhây á, đúng không? Em cứ nói cho phải ra ngô ra khoai bắp nếp gạo tẻ gì là phải li li li, chứ mà không có được mà im. Em chưa bao giờ em nghĩ ảnh sẽ dí em như cơn lốc xoáy đâu. Ảnh không bao giờ ảnh vậy đâu, một trong hai cái con trên thôi. Có một lần chồng em nói em là con phù lý chứ không phải là con phù thủy. Lơ liệu thôi. Phù lý là hôm nay em bị lỗ ra anh. Ủa dạ. Không thành đâu. Vậy tôi có phù đi. Phù đi, hình như phù nó hợp em. Đúng không? Đúng rồi. Thôi được nhắc luôn. Cái gì kỳ vậy? Ủa? Không phải em chọn. Em chọn phù thủy mà. Trời ơi. Phù thủy là phì lũ á. Trời anh nói láng giường vậy luôn, anh nghe ngược vậy luôn chồng. Còn Vi, sao Vi? Em. Nói chung là chắc em nghĩ anh sẽ chọn lốc xoáy. Không, cái lốc xoáy em cũng không nghĩ là anh kêu giống sư tử. Thường ta nói trời ơi, nhìn gì như sự tư cái vậy đó. 3, 2, 1, đáp án nào? B à? B, phù thủy. Chúng ta xem đáp án. Cái gì cười, không biết đúng hay sai. Cũng vui nha. Câu hỏi này để ba cái hình tượng khủng khiếp quá ha. Cho em Quyền Linh xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bếp Chiến được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cũng như thường lệ chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi. Cặp đầu tiên xin mời. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Bếp Chiến. Mình là Tuyền Mập, có lẽ là mọi người cũng đã khá là quen với em rồi. Ngồi kế bên em á là ông xã của em, ảnh tên là Hiếu Nghĩa, tên nhà thì gọi là Mỹ.
khác gì mình đi nghề nghiệp nè, sợ thôi, thích em giới đi. Thôi đúng rồi đó, Mỹ em, Mỹ ốm giới thiệu đi. Em giới là sao, chưa bắt giới hay cái gì giới? Ê mít lòng trời nói. Ừ. Giới giới. À, xin giới thiệu với quý vị khán giả, em là Hiếu Nghĩa, ở nhà em tên là Mỹ, cao lãnh, nghề nghiệp em là sửa điện. Có bao giờ điện giật chưa mấy lần chưa giới thiệu luôn? Cái đó có nhiều anh. Em bị hoài à. Cái tai nạn nghề nghiệp thì lúc nào cũng có thể xảy ra mọi người à. Và cái số trời đưa đẩy tai nạn nghề nghiệp xảy ra thì mới có cái tâm lý ổn định mà cưới tiền bọc về làm vợ chứ. Dễ thương quá. Còn bây giờ ta sẽ giới thiệu cặp đôi thứ hai. Gọi đò ơi. Xin mời Bao Đò Dương Ngọc Thái. Xin chào quý vị khán giả trên đài, trên đài chương trình Bếp Chiến. Thái là nghề nghiệp, Thái là đưa đò. Chuyên là đưa đò. Đây là bà xã Thái, Diệu Ivy. Gọi đò ơi, có sao không có ai. Dạ, em xin chào cả nhà. Em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Tiền và anh Mỹ. Nếu như hết Mỹ đúng rồi nha. Dạ, rất là vui khi được tham gia Bếp Chiến. Vy cũng đi hát, Thái cũng đi hát. Vậy ai là người nấu cơm? Em. Có nghĩa là những cái lúc mà em không có đi hát á, thì em sẽ là người bếp chính trong gia đình. Còn Thái cái nào nấu ăn cho em ăn không? Em thì chắc hôm nay Thái đầu tiên bếp. Hồi bữa có nhớ nấu một lần ở bên Úc. Úc đi hai chồng đưa diễn có làm một món cho bà ăn rồi, nên hôm nay là chắc chỗ tài lại. Hôm ta sẽ đến với phần chơi đầu tiên, hiểu ý vợ chồng. Ở phần chơi thì chúng tôi đã kiểm tra ông chồng câu hỏi rồi, trả lời rồi. Bây giờ thử xem mà các bà vợ có hợp ý với chồng hay không thôi ha, trùng khớp với chồng hay không. Câu hỏi đầu tiên, kiểu trang phục vợ muốn chồng mặc khi tham dự một bữa tiệc sang trọng là hình A, hình B hay hình C? Hình B, đúng rồi, em cũng B luôn. Trời, hai người giống nhau vậy nè. Ủa tại sao là hình B em? Tại vì một người, nói chung là ở phía hình A thì em cảm thấy nó giống tiên quá à. Còn hình C thì là cũng... Thế cũng lãng tử quá hả? Cũng ca sĩ đó. À, có lẽ chồng em phải mặc đồ hình ca sĩ này kia chứ hả? Em nghi ngờ cái mặt ông, không biết em nói đúng. Tàu AB 3, 2, 1 B hả? B rồi, B. Thì mặc cũng B luôn. Dạ em cũng có bao giờ em để cho Mỹ học mặc bộ đồ này chưa? Dạ có chứ. Cái thời gian trước thì không sao nha. Mà cách đây khoảng 2 năm trở về sau này á, hầu như là tất cả những cái lần mà đi xuất hiện trên truyền hình hoặc là đi những cái bữa tiệc cưới mà vào buổi tối á, mát trời thì em nghĩ là bộ trang phục vest nó sẽ là thích hợp hơn. Dạ. Thôi vậy thì chúng ta xem coi hai ông chồng nó có trùng khớp hay không nha. Vợ anh thì cũng nhiều lúc bận, anh bận thì cũng bà cũng ý kiến cho chút. Nhưng mà hầu như là anh bận là lúc nào bà cũng một đồng ý, tại vì mình cũng là người công chúng nên mình là mà quần áo mà cũng kỹ lắm. Khi mà bước ra đường mình cũng kỹ nên là vợ cũng hiểu ý. Thì Thái chọn là chính, đồ là đồ Thái là Thái chọn. Bạn bè. Chính xác, chúc mừng. Vy đã hiểu ý Thái rồi đó nha. Còn biết bên đây Tiền có hiểu ý Mỹ hay không? Nghề mình thì nó không cần thiết tới ví dụ như về cái phong cách ăn mặc. Nhưng mà bằng sao mình cảm thấy được thoải mái là được rồi. Đúng rồi. Đàn ông chứ đừng có đâm. Đúng rồi, em mà mặc đồ như phụ nữ là em không có chịu. Bình thường giống như ở nhà vợ em hay kêu em mặc những cái bộ đồ giống như mà màu mè rồi này kia, em không thích. Đúng rồi. Cũng thích. Đã tính mình là đàn ông mình vẫn rồi phải này, chất đàn ông mạnh mẽ chút. Chứ không có bận mà lè lẹt quá. Đúng rồi, mặc lè lẹt nhìn kỳ lắm. Khó chịu. Đáp án A gì đó, đáp án A là hồng. Anh chọn đáp án B. Yes, yes. À, với câu hỏi đầu tiên thấy hai cặp vợ chồng này khá hiểu nhau nha. Không sao, đường còn dài đúng không các bạn. Câu hỏi số 2, đâu là cách chồng dụ vợ sinh thêm một em bé nữa? A là mua một món trang sức, B là mua một chiếc xe hơi, C là gửi vào tài khoản một số tiền lớn. Theo tiền mặt thì đâu là cách chồng dụ và sinh thêm em bé nữa? Bây giờ mình chọn hai đáp án là được mà. Không, một thôi. Tại vì em đang bị dụ mà cái món vừa rồi ảnh tặng em nó nằm trên tay em đây. Một món nữa nhưng mà anh chưa có mua là cái chiếc xe, anh chưa đổi cho em. Nếu mà theo tính cách của chồng em á là đáp án C, là bởi vì anh thích để tiền lắm. Sao em thấy giống A quá. Bây giờ sao ta? Bây giờ mình chỉ có một thôi. Thì đó, em bây giờ em đang bị lưỡng lự, anh hiểu không? Chồng em dụ em ba cách luôn đúng không? Nó là nguyên combo rồi. Từ khi con em 1 tuổi mọi người ơi. Nhưng mà giờ sao ta? 3, 2, 1. Dạ, đáp án C. C.
Hồng Vy. Em cũng đang suy nghĩ quá. Suy nghĩ đi em. Tại vì B thì là tại vì em. Hồng, em có dụ em lần nào chưa mà. Có rồi. Nhưng mà người ta có chung không? Lúc đó người ta có chung cho mình không? Chưa chung, tôi là chung rồi nè. À, chung rồi mà chưa đẻ à? Em hai đứa rồi mà chung đi. Không lẽ đến nữa. Không lẽ chung thêm đứa nữa. Đi, thiệt á, đây em chắc em nghĩ là 3 2 A. A là mua một răng sang sức. Ôi. Nào, chúng ta nghe đáp án. Vũ thì bà xã mình là những cái món món này ai đàn bà thì ai cũng thích. Thật sự mà thích, nhưng mà thật sự là nhà Thái thì bà có hết rồi. Nói chung là bà giữ hết mà mình đâu có ấy đâu. Nhưng mà thật sự là khi mà sinh con thì cái niềm vui nhất là mình được ở bên chồng, được chồng yêu thương lúc mà sinh đón con chào đời. Thì là phụ nữ nào cũng thích mấy ba cái món này thì mình chọn, chắc mình chọn cái món là bà thích trang sức để đứa cái hộp sọn là được. Wow! Hay quá Thái ơi. Hay quá, hay quá. Đây coi sao nha. Như em thì em khỏi cần dụ, em chỉ cần em nói em ơi giờ sanh thêm đứa nữa. Bà phái mà. Bà phái. Bà phái không cần dụ, nhưng mà ý là cho nó vừa đặt chương trình là mình cho ví dụ mà dụ là dụ cái nào? Dụ giờ tiền thì cũng có, trang sức cũng có, xe cũng có, giờ cho bà thêm chiếc nữa. Chọn cho bà một chiếc xe. Chiếc xe thôi. Thấy chưa, khổ lắm mọi người ơi. Đôi khi nó nhiều quá không biết chọn cái nào. Không mà ngộ lắm nha, bình thường á cái tính của chồng em á là rất là thích để dành tiền, nhưng mà không ngờ là cái chuyện mà có con này anh quyết tâm quá. Anh quyết tâm mà từ ở nhà mà anh quyết thì tâm sao lên. Nãy em nói ngược lại là em dụ đâu cần dụ đâu, không đẻ em đẻ thôi mà. Thôi thì nói chung là cũng phải chịu đèn rồi hả, thôi dữ lắm. Nhưng mà có một cái là còn nhiều thứ nó xung quanh mình cần phải lo toan, nên cần một cái chất xúc tác tác động vào em mới có cái gọi là một cái động lực để mình có thể đúng không? Dành đúng. Rồi, chúc mừng đội của Thái với lại Vy nha. 2-1. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Để kiểm soát chồng mỗi khi ở xa, vợ sẽ yêu cầu chồng gọi video call ở đâu? A là trong xe ô tô, B trong tủ quần áo, C trong nhà vệ sinh, D là nhà bếp. Theo em thì là C ạ. À? C là nhà vệ sinh nữa. Trời. Gắt vậy? Gắt quá giờ tự nhiên gọi nhà vệ sinh gắt vậy. Rồi, C nhà vệ sinh chơi luôn. Em. Em thì nếu mà em nghĩ là vì cái này là chồng em không ảnh gặp rồi. Dạ và thường xuyên lắm. Nói chung là nguyên một nhà luôn, ngoài chiếc xe thôi. Xe thì đậu ngoài cửa là phải đưa cho em coi, nói chung là quay 360 độ vòng nhà. Từng ngóc ngách luôn. Rồi. Để có cái chuồng gà cũng vậy nữa. Chuồng gà mà là nguyên một cái trại gà của anh vậy nè, là em coi từ chuồng anh. Trời ơi. Từ chuồng mà mấy chục cái chuồng, gần trăm cái chuồng là em coi hết luôn. Sợ trốn đi chuồng gà hả? Đó. Anh không biết đâu, mỗi lần mà em về em gọi điện á, alo anh hả, đang làm cái gì ạ? Anh đang ngủ nhà. Rồi ok anh mở cửa đi. Là em thắng xe cái két dưới cửa nhà, em vừa mở cửa là em bay xuống liền. Mở cửa là không mở cửa liền. Em giống y như là em dùm kiểm tra vậy anh. Em bay vô nhà, em dùm nhà, em dùm trong phòng không có, dùm gác không có. Em đi thẳng vô chuồng gà luôn anh. Cái em đi vô cái chuồng cuối cùng, em đi từ từ ra, bắt đầu đảo mắt vậy nè. Là em thấy không có ai hết, cái em mới ra em ôm cái. Trời ơi. Rồi bây giờ em sẽ nghĩ là chồng phải chọn đáp án nào? Em nghĩ là thường thì em phải chọn trong bếp. Bếp là cái nơi mà em nói với anh là nó nằm ở giữa trung tâm nhà. Thì có thể là mình sẽ kêu ảnh đảo cái máy vòng mình mới thấy được xung quanh. Và cái bếp là gì? Thường á mấy người mà ở riêng với ảnh á là cái bếp á luôn luôn là lạnh tanh xấu quắc thấy ghê. Nhưng mà nếu mà có bàn tay phụ nữ trong đó là cái bếp được trăng. Lúc mà em quay với bếp là vô đó tắm rồi tôi cùng vô đó tắm. Không anh, vấn đề cái nhà tắm. Vô tắm trong đó rồi. Không. Vậy dở quá. Thôi em không chọn nó đâu. Tại vì á mấy cái người mà hay dụ chồng mình là gì? Con đường đi tới trái tim là đi ngang qua bảo tử, vô bếp sẽ làm đồ ăn cho chồng mình trước. Còn bếp trước đi đánh cho chồng mình là phải đi vô vệ sinh tắm. Anh cứ lại là vô vệ sinh mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mọi người cứ vô nhà vệ sinh của anh chị Thái đang nói khéo vợ đó, chọn phòng vệ sinh đó. Thôi được rồi, vệ sinh đúng không, còn đây là gì? Em mà chọn nhà bếp á. Nhà bếp chúng ta sẽ nghe đáp án. Thường là bốn cái này nó không liên quan, nhưng mà thường là kiểm tra trên giường thôi, trong giường có ai nằm kế bên đâu. Quan trọng nhất cái đó. Chắc mình chọn cái thực phẩm xong lắp xe trong nhà vệ sinh. Thì từ bà xã mình đi toilet mình cũng hay vô nhà vệ sinh, mình cũng hay ngồi mình nói chuyện đó, với mở ra mà đang nhảy muốn chết, đang đi vệ sinh kia mở video lên đó, nhiều lúc bật cũng la. Nhưng mà trong nhà vệ sinh
nghĩ cái cửa này nó hẹp quá mà sao trúng thiệt ha. Đúng rồi, tại thường là có gần giấu ai chẳng sao biết được, lúc nào em cũng phải yêu cầu là vô nhà vệ sinh. Nghĩ sao mà giấu nhà vệ sinh, trời tôi phải vô tắm như nó sao ý vô như vậy vô tắm lỡ trốn chẳng sao. Đúng rồi, nhất là trong cái bồn tắm mình đâu có thể nào mà đứng ngay cái chung cái bồn rửa mặt để mình nói chuyện được đâu, mình mới quay vòng vòng vô bồn tắm chặt cái màn ra nữa à. Thấy không, để xem coi anh Mỹ anh nói cái gì đây nha. Em thì em phải lao động bằng tay chân, ví dụ như máy móc mình đang điều khiển, tự nhiên vợ gọi anh phải quay cho em coi à. Mà mình nghe thì được, nhưng mà mình, bây giờ sao mà con mắt mình nhìn đây là mình đâu có khi nào mình sẽ không? Làm quay coi được, chờ chút xíu đi là cứ bà cứ gọi bà lăng nhăng hoài à, nhưng mà à phải dừng lại mà không có mở bịt phi tham lên cho xem. Đúng rồi, rồi xong rồi là phải dừng máy móc lại rồi chứng minh cái đây vậy còn chưa chịu nữa, giờ phải gọi anh mặc đồ gì à, anh phải mặc đồ gì, mặc đúng đồ đi làm hay là cái đồ đi chơi đi tiệc. Nhằm khi tới giờ mà đi ngủ á mình mệt quá, nhằm khi em lên em ngủ trước, em ngủ quên em đâu có gọi đâu. Xong cái như vậy em gọi anh mở máy anh gọi anh đang ở đâu, đang phòng ngủ chứ đâu mà canh rồi hay lắm, để cặp bà xã mình mới canh nó giờ đi ngủ không mà mới gọi mà có cô nào cái bên không phải không. Đúng rồi, đi canh giờ đi ngủ rồi nó sợ mình giả bộ ngủ xong mình đi đánh lẻ á, canh giờ khoảng 11-12 giờ biết giờ đi hát về là mấy người ngủ không, là có canh mở lên nó vô vậy là cứ đưa con nói chuyện thoại rồi con gọi rồi canh để kiểm soát là. Đúng rồi, vợ em sợ là cũng như mỗi lần mới gọi hoài thì bị em nói sao con cứ gọi hoài, bắt đầu đưa cho con, tại vì con em mới gọi tới ba ơi thì bắt buộc mình phải chịu con à, vậy chờ ba chút nha vậy thôi. Mình đâu có dám nói đâu, nữ hầu như ai cũng vậy, khi mà có con bắt đầu là tận dụng con, bắt đầu gọi cho bố ơi đâu đi về con không ngủ được. Thầy tao nghe là má rồi, nhưng mà đáp án của em thì trong nhà đi. Yeah, chính xác, chúc mừng. Hay á, cáo dữ ha, có thể là 32 ha. Mỗi lần nóng giận lên vợ sẽ giống như hình tượng nào sau đây? A là con sư tử, B là phù thủy, C là cơn lốc xoáy. Có hình tượng nào đẹp hơn không mọi người? Ví dụ như con tròn, con thỏ, con cáo hay là con mèo. Con đó nó ghê. Con đó nó cũng ghê quá. Đĩa rắn gì đi, con gì mà nhìn bậm trợn, sư tử. Bây giờ theo em thì chồng em sẽ nghĩ em lúc anh giận lên là em sẽ là con gì? Vợ. Em với ảnh mà gây nhau thật sự là có cái tật em nó bị nhây á, đúng không? Em cứ nói cho phải ra ngô ra khoai bắp nếp gạo tẻ gì là phải liên liên liền, chứ mà không có được một im. Em chưa bao giờ em nghĩ ảnh sẽ dí em như cơn lốc xoáy đâu. Ảnh không bao giờ ảnh vậy đâu, một trong hai cái con trên thôi. Có một lần chồng em nói em là con phù lý chứ không phải là con phù thủy. Lê liệu thôi. Phù lý là hôm nay em bị lỗ ra anh. Ủa dạ. Không thành đâu. Vậy tôi có phù đi. Phù đi, hình như phù nó hợp với em. Đúng không? Đúng rồi. Ôi được nhắc luôn. Cái gì kỳ vậy? Ủa? Không phải em chọn. Em chọn phù thủy mà. Trời ơi. Phù thủy là phì lũ á. Trời ơi, anh nói láng giường vậy luôn, anh nghe ngược vậy luôn chồng. Còn Vi, sao Vi? Em. Nói chung là chắc em nghĩ anh sẽ chọn lốc xoáy. Không, cái lốc xoáy em cũng không nghĩ là anh kêu giống sư tử. Thường ta nói trời ơi nhìn gì như sư tư cái vậy đó. 3, 2, 1 đáp án nào? B à? B, phù thủy. Chúng ta xem đáp án. Cái gì cười, không biết đúng hay sai. Cũng vui ha. Câu hỏi này để ba cái hình tượng khủng khiếp quá ha. Cho em nói trước. Em thì nói chung là lốc xoáy thì nó hơi quá. Em chọn đáp án B đi, giống như phù thủy đi. Ghê vậy. Ờ vậy cho đáng sợ. Đáng sợ hơn chút. Nhưng mà mình nói, ví dụ mình nói lốc xoáy thì nhiều người ta không có cảm nhận được lốc xoáy là như thế nào không. Ủa lần mà em la con em á, mẹ gì đâu mà nhìn như mẹ phù thủy này đó. Thì cái mặt em rất là đanh. Ở nhà em á, em luôn luôn là đóng vai ác, còn chồng em là bà tiên xanh trong mắt con à, em. Yeah. Khổ lắm mọi người. Rồi, để xem coi Dương thấy xem vợ là gì nha. Khi mà bà nóng lên á là bà phải nói lại lúc tay mình mệt, bỏ mình đi thôi. Mình bực mình bỏ mình đi thôi, còn biết cái lốc xoáy này như thế nào. Mà vợ mình bản chất bà cũng hiền, nhưng mà mình nhiều lúc nóng lên thì hơi bị cằn nhằn chút. Mình cũng chắc chọn phát B đi ha.
Thì ra những người đàn ông luôn luôn xem vợ mình là những người phù thủy. Với lại trong mắt các anh chồng á là luôn luôn người phụ nữ sẽ là một cái người rất là nhiều quyền năng. Phù thủy rất là nhiều quyền năng đúng không mọi người? Chứ thôi vậy, thuật quý sư tử giống như thú vật kìa kìa. Bây giờ ta sẽ đến câu hỏi cuối cùng. Đồ vật nào trong nhà mà vợ cảm thấy tội nghiệp mỗi khi chồng dùng nó? A là chai nước hoa, B là máy giặt, C là điện thoại. Quá đơn giản đó với tôi luôn á. Rồi sao Vi, cái này em nói trước đi Vi. Em nghĩ là câu C ạ. À, là điện thoại hả? Tại sao tội nghiệp? Tại vì lúc nào anh Thái cũng cầm hay cầm phone này nọ. Xài cũng tội nghiệp luôn ha. Xài không thương tiếc ha. Xài từng giây, từng giờ, từng phút luôn hả? Dạ, tại vì anh cũng cầm điện thoại hoài mới. Anh thấy tội nghiệp đúng không hả? Điện thoại hả? Rồi, đáp án C. Còn Tuyên, cái câu này em không cần trả lời mà nó phải là ứng dụng vô hai vợ chồng của em luôn. Bởi vì em với chồng em á, là có một cái danh xưng rất là dễ thương là dũng sĩ diệt điện thoại. Mọi người ơi, thì vợ chồng em ở xa nhưng mà đã là vợ chồng thì làm sao mà tránh được những lúc lục đục đúng không? Mà lục đục mà không có đối phương ở cái bên để đục thì mình đục cái điện thoại trừ. Thì nhiều khi nói chuyện tức quá mình không biết làm gì thì thôi quăng cái điện thoại vô tường đi. Thôi không có nữa nữa, bóp. Mà một cái là ảnh cũng y như em vậy đó. Bữa nay hai chồng gây lộn nhớ kêu anh lại nha. Chi vậy anh? Lùm điện thoại. Dạ không có xài được luôn anh ơi, bể tan nát không rồi, còn. Trời ơi, chết rồi. Thôi, bây giờ chúng ta xem đáp án. Mình thì là chai nước, có một cái chai nước hoa là cái giống như mình hay xài rồi. Mình là ca sĩ, mình cũng hay chai nước hoa thì nó cũng điện thoại cũng hay xài, chỉ có cái máy giặt là mình chỉ bây giờ mình xài. Cái máy giặt này mình mua về chứ mình không biết sử dụng sao thì đúng. Có giặt bao giờ đâu biết sử dụng. Đó, mình biết đâu mà lỗi mỗi lần mà muốn giặt đồ là bảo là phải giặt chứ mình không biết sử dụng. Mỗi lần mà mình cái máy giặt hư cái gì là kêu thợ tới. Thì mình nghĩ là cái máy giặt là cái đồ mà tội nghiệp chồng khi mà sử dụng nó không biết sử dụng. Mình sẽ nghĩ là cái phương pháp B là cái phương pháp máy giặt. Hay quá, đúng quá. Máy giặt chứ không phải là điện thoại nha. Rồi còn anh Mỹ nói gì đây ta? Em là chỉ xài tội nghiệp nhất, vợ em là nó nói là tội nghiệp nhất là mỗi cái đồ vật mà rơi vào tay em á là giống như điện thoại vậy đó. Tại vì em xài hao lắm. Dạ. Tại vì em bể liên tục. Hư bể liên tục. Sao rồi đập liên tục không? Có em bị rớt á. Bị rớt là tự tự dọ tích tập. Bị rớt bể liên tục. Cho nên là em chọn đáp án C. Chúc mừng hai đội, chúng ta có 4 điều. Hôm nay thì Thái định nấu món gì nè? À, hôm nay thì mình nấu cái món như nãy Thái nói thì Thái có nấu được cái món đó thôi mà ở bên Úc Thái nó đã nấu cho vợ Thái ăn rồi. Đó là mì gói xào bò. Mì gói xào bò? Dạ. Còn Mỹ? Em nấu món gì em? Trời ơi, nấu món gì tự nấu đi. Em khổ lắm mọi người ơi, em không biết phải nói làm sao luôn. Món bún thịt xào ăn với nước mắm. Một cái món rất là quen thuộc với là người dân miền Nam Việt Nam. Anh cũng... Trời ơi mọi người ơi, anh nấu mà anh không nhớ được cái tựa làm sao anh nhớ được công thức mọi người ơi, em hoang mang quá. Hôm nay thì là một ngày của hai ông chồng nha. Dạ. Kệ em nấu gì cũng nấu. Dạ. Còn đọc ăn được không thôi. Đúng rồi, nấu thì được nhưng ăn được hay không chỉ biết. Đúng rồi. Đến với Cẩm Thiên Long và với chuyên nghiệp. Cẩm Thiên Long là một đầu bếp có thể đồng hành với chúng ta sau như cái cuộc nấu này thì những chàng trai có thể đến hỏi coi mình sẽ nấu món ăn gì cho vợ ngon ha, học hỏi kinh nghiệm từ đó chuyên nghiệp để mình làm nhiều món hơn nữa chứ không phải một món hay không đâu nha. Thời gian bắt đầu. Ủa đây này này. Trời ơi anh ơi, có bao giờ mà nấu cho tôi ăn đâu. Trời ơi, năm thổ mười thì bây giờ mới được bữa cơm vậy đó. Thường là em không à anh Linh ơi. Ông cũng biết, ông ghét cái bếp lắm. Em kêu anh ơi, anh à, anh giúp giùm em cái này cái kia đó. Chuyện phụ nữ. Tôi ngồi, anh ngồi, đúng giờ đợi được ăn đây. Ờ, hôm nay ăn vậy hả? Ồ, có mấy món hả? Ừ, cũng không có nhiều lắm ha. Mai mua muốn nhiều nha. Em thích ăn cá lắm. Cái mà em lỡ mà em mua hôm đó em ăn thích ăn thịt thôi ăn đi.
Em cũng đủ món canh, món xào, món đồ cho ảnh, mà anh kêu nhiêu đây thôi hả? Anh thích cá. Anh nói anh ơi, tại hôm nay em có công việc nên là em chỉ mua cho anh như đây là đủ rồi. Anh nói không, phải có cá nè. Em giống bà xã anh đó, Thái. Dạ. Xã anh thích ăn cá thì đó. Em mà tuần lễ là hoài cá là thuốc được. Có bao giờ khen ngon hay gì? Dạ, hồi trước là không có khen ngon. Sau đó là em mới nói là nãy giờ thực sự công sức của vợ nấu một câu nói thôi. Ý như lúc em làm mệt quá, em ngồi em coi em ăn vậy đó. Một câu nói thôi anh à. Thôi thì ngon. Lý công nhận là nấu ăn là một nghệ thuật. Em đúng rồi. Đúng rồi. Khi mà em vô bếp em thấy nó làm cái này cái nước cái nước. Mỗi lần mà em làm là nó bài. Em ép cái bếp em là bài đóng hết trơn hết, nhưng mà trước chồng em có bữa nào làm hay là em làm tiền? Có anh, ảnh làm là ví dụ như là ảnh làm kho quẹt nè, còn không á là ảnh cứ chiên trứng ốp la, mà chiên trứng ốp la cũng không có nguyên được cái chồng đỏ nữa anh ơi. Chiên trứng ốp la là một dạng là ốp rồi la là khác, là bị em la đó. Em ăn hiếp chồng em dữ lắm hả? Bậy rồi mọi người ơi, mọi người đừng hiểu lầm, chưa bao giờ em ăn hiếp ảnh luôn. Thấy miệng em bóp chát vậy thôi, nhưng mà là ảnh ăn hiếp em không á. Trời đất ơi, sao thì... vậy? Có không Mỹ? Dạ không anh, đừng nghe lời vợ em nói. Trời ơi, nói vậy mà nghe được. Đó, 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 thấy chắc là không ổn rồi chị ba ơi. Thiệt luôn á. Ủa mà thường ngày chị ở nhà chị làm hả? Hay là ảnh làm? Chắc trời em ơi, nghĩ ảnh quá. Có à. Em sung sướng lắm. Tại vì hôm nay em được thấy hình ảnh của chồng em vậy em sung sướng. Chưa có soi mà. Cái món này là một cái món rất là đơn giản cho những người đàn ông mà không biết vào bếp. Thật sự là cái món này là mình hay. Trời ơi, có một lần á mà mẹ chồng em nói: "Con ơi, con đừng để cho thằng Thái nó vô bếp nha con." "Ủa sao vậy mẹ?" Thì hồi đó đó thì không có mẹ ở nhà đó, mẹ đã dặn rồi là đồ ăn để sẵn hết rồi. Miền Trung thì có cái món giòn á, thì là giòn thì là giòn sẵn rồi đáng đó, đúng không? Thì là chỉ cần làm nêm chút xíu thôi, chị mẹ đã làm hết rồi. Mà ông thì nêm sao như đi chè vậy, ông nấu cho mấy đứa em ở nhà ông ăn hết. Ôi ơi, đói bụng muốn chết, đem cái nồi giòn ra múc vô, bể bánh tráng vô như nồi chè, bỏ đường. Ông nói không biết muối với đường là cái nào, bỏ đại đi. Cuối cùng bây giờ em sợ chừng lộn muối với đường bởi nha, vậy ok ok rồi phải không, có ghi tên hết trơn rồi. Rồi mì nó bủng hết rồi, mì quá bủng luôn rồi, không có bủng rồi giờ vừa rồi. Cái này nãy giờ ướp chưa? Chưa trời quên. Ơi chết rồi, cho anh làm cát thằng lẽ ta phải ướp từ đầu cho nó thấm, nó nhiều chuyện rồi, lửa lớn lên thôi. Trời ơi, có khi nào bể chén bể tô hồi nãy của người ta nền thấy bà luôn. Không đổ cho dầu mà không bịt cái lo cho dầu, kêu ủa sao kỳ vậy. Mình còn 5 phút nữa thôi nha. Trời ơi, 5 phút nữa mà chưa làm gì hết. Dầu nhiều ăn nhậu ăn. Được rồi, được rồi, chồng, được rồi chồng. Ngon thơm quá. Xào cho nó đều, lửa lớn lên. Không lớn hết cỡ là dai. Lửa lớn hết cỡ là không, thịt bò nó dai nha. Bây giờ đổ dầu vô làm gì tiếp? Bây giờ đổ dầu vô làm miếng hành, mỡ hành á, là chế ngược lại vô cái chén nhỏ đó. Gì vậy, cho nó khét hả? Không, đổ hết hành vô, đổ hết vô. Rồi tắt bếp đi, nhắc xuống, chế ngược vô cái nồi đó. Rồi em nói thiệt luôn, bây giờ em đang sợ anh. Tại cái bún này là em ăn riêng mà em sợ bỏ vô con xào chung, em cứ đi đếm nãy giờ không ổn. Sao không bỏ vô con xào luôn. Rồi để cái này xào luôn. Ơi, không có vi tỏi, vi hành, trời ơi chết tôi rồi. Ôi ơi chết luôn. Có xịt dầu nè, xịt quá trời xịt luôn. Ơi cái gì vậy, bỏ thịt vô xào. Trời ơi, chết rồi mọi người ơi. Em sợ quá à, lát nữa em ăn rau xào còn bún với thịt là còn sống luôn á. Em có vô phụ chồng em một phút được không? Dạ được. Rồi, mỗi người được một phút đó. Chồng có xào đi. 30 giây rồi, còn 30 giây nữa là hai bà phải ra. Trời, anh tính ăn gian dữ trời. Ừ, nhanh lắm. Ủa anh ơi. Còn 15 giây. Ôi, hết luôn á. Mọi người ơi. Nhiều quá, hồi nãy bỏ ít ha. Ít bò được ha, nhiều bò quá. Em quậy thôi. Không có quậy luôn, không có nêm gì hết. Không có nêm. Để coi tự ông làm, để coi cái khả năng chồng nêm nếm thế nào nữa. Nghe đồn có mùi gì khác rồi nha, không biết là bên đây hay bên kia nè. Em cũng không biết làm sao luôn.
em cứ làm hoài vậy nè. Tôi thấy giống như kho rồi đó nha. Cái tình hình khác kho rồi đó. Em sợ họ cho vợ em ăn thịt sống rồi nha. Em sẽ em gái làm cho nó chín ra nè. Ông cắt cái cục thịt vô ông đi nướng cho anh nó dày vậy nè. Muốn xỉu. Vợ em sao ta? Trời em rầu quá mọi người ơi. Đừng có hối tôi làm lộn xộn bây giờ. Đó một mớ thôi, đừng có gì chưa đâu. Giờ chết rồi, ok đó vậy. Dạ. Bò mà nó còn chín chín quá đâu, bò mình nó sống sống. Hai ông chồng dù sao thì thấy nó cũng hấp dẫn đó ha. Vấn đề ăn ngon hay không, mặn hay lạt thì chưa biết. Chúng ta bắt đầu đem ra đi rồi mình thưởng thức cái hương vị nó thơm lắm rồi. Rồi bây giờ thì đầu bếp Cẩm Thiên Long nêm nếm đi. Tội nghiệp anh quá à, lúc nào anh cũng là người thử. Anh em dạ, hỏi này hơi kỳ nha, anh tuổi con gì vậy? Em tuổi con mèo. Ok, mà em thấy anh như con chuột bạch, lúc nào anh cũng được ăn đầu tiên hết. Tôi dùng món rất là ngon. Nếu có gì xui là bên số đầu tiên. Đau bụng là số đầu tiên. Cái sau 30 phút thấy có kết quả ngay. À, dạ. Rồi, nào. Dạ nào. Mọi người cũng thử luôn. Dạ. Bây giờ là để cho anh chan cái này vô trước đi. Mình chan cái lượng mình vừa phải như là anh mong muốn luôn. Anh ừ. Em nghĩ là làm hết luôn đi. Tại vì cái đó hơi bún ít. Hơi nhiều phải không? Dạ, bún nhiều đâu nhiều. Bún nhiều cho nhiều chắc bút hết luôn rồi. Hết luôn đi anh ơi, mình từ tốn làm gì anh? Không, mình phải rưới nó thấm dần. Nhiều, phải nhiều quá. Tôi nói là trình là tôi chưa ăn gì đó. Em đợi cái giây phút em này. Em là em nhịn đói cả ngày để em chờ chồng em nấu em ăn đó. Rồi, ok là anh không? Ha. Không, nhiều đó được cảm thấy được. Rồi, bây giờ thì em trộn đều nó lên cái. Rồi, Long lên trước đi. Dạ, anh cứ lấy Long lên đi, Long lên. Cảm giác hai người sợ sợ cái gì á. Ý là có cần chị Tuyền ăn trước không? Không, cảm thấy mọi người cứ thử trước đi. Em tin. Mình thấy miếng thịt quan trọng, kho thịt hay là xào thịt đi nè. Em cảm giác thịt giống như mình đi nướng á anh à. Mình thử đối phương trước xong đối phương mới thử của mình. Mình đây thử mà món của đối phương đi. Nước mắm rất là ngon, em khoái cái dạng nước mắm này nè. Để ăn cái này á, phải húp luôn nước mắm. Dạ. Nước mắm này như vậy bỏ me em muốn review cái của chồng em làm quá. Ngon á. Được á ha, vừa vặn á. Giờ tùy lúc pha nước mắm chút xíu cũng giới giác được chút á. Dạ đúng rồi anh ơi. Thịt anh thái hơi to. Nói chung là cái của Ngọc Thái á là nó trưng bày cũng đẹp rồi ha. Cái bò nó cũng vừa chín, nó không phải chín quá. Nếu mà chín quá nó dai, ăn nó được. Mì thì anh nó cho một giống như em sao là cho nó tươi chút xíu nữa. Dạ. Làm sao cho mì nó tươi đó. Có một cái cách để mà mình mì xào á, thay vì là nước sôi mình bỏ vô mình trụng đúng phút thôi. Lấy ra xong xối vô nước lạnh cái liền rồi để cho nó ráo. Lát mình đem đi xào. Lại cho chút xíu dầu. Còn mà kỹ hơn nữa thì là mình sử dụng mà cái sửng hấp á, cái mình ở dưới là cái nước, ở trên đây là cái mấy cái lỗ á, cái mình đặt cái vắt mì lên để cho cái hơi nóng nó làm cho cái mì nó bung ra. Đúng rồi. Cái đó thì cái mì này hơi chín quá đúng không? Cái này thì mình hơi chín chút xíu. Bò thì ướp là cũng có miếng dầu hoặc là có chút xíu bột năng vô để cái chi khi mà mình có thể là mình xào trước cái thịt bò hoặc là mình chao qua dầu thôi thì nó sẽ giữ lại được cái nước. Tại thịt bò thường nó bị khô, nó ra cái nước ngọt của nó, mình ăn vô nhìn nó sáp sáp lắm. Nó không có sạm sạm mà nó không có độ ngọt. Còn mấy cái thịt bò mà nếu mà mình làm theo cái kiểu đó thì nó sẽ giữ được cái phần nước ngọt bên trong. Dạ. Nhớ là nhà bột năng nhớ. Dạ. À, nếu mà không có bột năng thì mình cứ cho chút xíu dầu vô. Rồi nó tới nó luôn chưa có ăn luôn á. Đây ra thử em. Bột năng đi em. Em của Thái chứ. Dạ. Còn cái món của Mỹ làm á thì em thấy đứng là hợp với miền Tây. Mình pha nước mắm á là hình như có đường nhiều chút xíu. Nước mắm gọi là chua ngọt đó. Ăn đúng rất là ngon.
cái này mà có chả giò nữa thì thôi tuyệt vời luôn ha. Ừ, hơi luôn. Đặc, đặc hơi bị đó. Ừ, đúng rồi, không nghĩ hai người đàn ông ít vào bếp mà lại làm tốt như thế. Được vậy hả? Vui mà. Dạ dạ, mốt nóng hoài nha. Nãy em, nãy giờ em đợi anh sẽ nói là để em mốt anh nấu cho em ăn hoài. Mà em đợi hoài thấy ngồi khen khen được không? Đúng rồi, người ta còn đi hát nữa. Thì ý là em lúc rảnh thôi. Rảnh thôi. Ví dụ như người ta đi hát về 12 giờ khuya, 1 giờ khuya, bà dám ăn không? Sợ mập không? Thì ý người ta nói nghe con đàn bà nghe. Khi nào giờ cần ăn vợ chứ. Thú cầm đèn nấu cho vợ. Ôi trời, hay quá. Hay quá luôn nha. Ở đây em nhìn thấy hình ảnh chồng em làm bếp, em cảm giác thế nào Vi? Em hạnh phúc lắm. Tại vì em rất là thích hình ảnh của người đàn ông khi vào bếp. Và em cũng hy vọng là em sẽ hiểu được là ví dụ sau này chỉ phụ nhẹ nhẹ thôi. Mình sẽ nấu cho vợ nhiều cái món hơn nữa, phải là món mì xào không ăn hoài chán. Hay là mà cũng như là món bún xào như vậy hợp. Mà mình nấu mà mình ăn ngon á, mình ăn sạch luôn, mình đã lắm. Sướng lắm. Còn Phi. Dạ. Em thấy chồng em bữa nay như thế nào? Bây giờ thì đây là lần thứ hai em được ăn món anh nấu. Nói về cái cảm xúc thì hạnh phúc khi mà ăn cái món mà chồng mình nấu cho mình á, mà nhất là cái món em thích thì có hạnh phúc đó. Nhưng mà nhìn cái cách mà ảnh lộng cộng trong cái khâu nấu á, mà giống như bị lộn nguyên liệu này với nguyên liệu kia, rồi khi mà cắt cái những cái nguyên liệu nó bị to á, rồi còn ngồi thắc mắc nữa, ủa nãy anh nhớ anh cắt nhỏ mà sao giờ nó bự dữ vậy ta. Mình thấy nó có cái sự ngây ngô dễ thương, mà giống như là ít nấu mà mới được nấu mà nấu một cách chân thành á. Ăn cảm giác nó đã mà nó sướng lắm. Nó đã lắm luôn à. Dạ. Cảm ơn hai cặp vợ chồng hôm nay rất là tuyệt vời đã đem đến giây phút đồng vợ đồng chồng cùng nấu một món ăn. Hy vọng các ông chồng cũng sẽ cố gắng học hỏi thêm nhiều món ăn nữa. Không cần ngon đâu, chỉ cần chúng ta dồn tâm huyết vào đó, chúng ta dồn tất cả sự yêu thương vào đó, chúng ta cảm giác rằng bữa đó vợ mình rất là hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu không xa cả, nó ngay chính bữa cơm gia đình của chúng ta. Hãy tập trung vào đó các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn hạnh phúc. Chúng ta vừa theo dõi câu chuyện về tình yêu, về nấu bếp của những ông chồng như bà vợ, những câu chuyện hiểu ý nhau, và đặc biệt là bữa cơm gia đình của những ông chồng dành tặng cho bà vợ. Hãy đến với chúng tôi để chiến để được hiểu câu chuyện đó, cảm nhận và đong đầy những cảm xúc quý vị nhé. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.